Rồi xin chào mấy anh em, để tiếp tục lại chương cái chương trình quảng cáo với lưỡi câu ha. Lưỡi câu này đang là lưỡi câu cũng là 22, nhưng mà lưỡi câu này thì lưỡi câu là gãy hông, thì lưỡi câu này là lưỡi câu giáp dịch anh em, thường thường để cho anh em giáp dịch, thường là giáp dịch ha. Lưỡi này lưỡi đít liền, đít nè, đít khoan lỗ liền luôn nè, thấy chưa, đít khoan lỗ liền. Thì lưỡi câu bên mình bán cũng rất là nhiều đó, bán lâu nay cũng rất là nhiều rồi, bán anh em cũng đã biết, bán chạy rất là nhiều rồi. Mà cái kênh kia hiện tại, cái kênh YouTube kia nó đang bị lỗi, hiện tại cái kênh mười mấy ngàn người kia thì đang bị lỗi, do đó nên không có đăng bán bên kia được nữa ha, nên bán ở bên đây, nên anh em đăng ký kênh ủng hộ giùm bên đây ha. Kênh kia khả năng nó khó lấy lại đó, thì cũng rất là buồn. Thì bây giờ anh em cứ ủng hộ mình, đăng ký kênh bên đây giúp mình đó. Thì cái lưỡi này á, lưỡi là so bét dầu rất là ok ha, chiên dính má đào. Thì anh em nhấp đây, chủ yếu là nhấp đó, đây là chủ yếu nhấp vịt nha anh em, tại vì cái này nó nói chung là nó cái độ xay nó cũng nhạy lắm, cá táp hỗn này nọ nó xay kịp ha, cá táp hỗn táp mày này phóng này nọ cái thứ là nó xay kịp đó, nó xay cái giọng kịp ha. Lưỡi này rất là ok, nó anh em xài nhiều là anh em là sẽ xài của mình thì anh em đã biết rồi đó, xài rất là ok ha. Thì cái lưỡi này 100.000 một lưỡi nha anh em, tiền phí ship là 26.000. Ví dụ như anh em mua bốn bốn ba lưỡi thì anh em mình ba lưỡi mà ba lưỡi cái loại giấy này thì ba tiền ship cho anh em ha. Ví dụ anh em mua dưới ba lưỡi thì anh em chỉ tiền ship là 26.000 giúp mình ha, một lần vận chuyển. Thì mình giao hàng toàn quốc ha, ở tỉnh Bắc Nam này nọ này, có thứ ở đâu mình cũng giao được hết trơn á. Thì anh em đặt hàng thì anh em liên hệ qua số điện thoại, mình sẽ ghi số điện thoại ở dưới cái tựa đề này để cho anh em dễ tiện đặt hàng ha. Thì anh em liên hệ cái số đó, hoặc là nhắn tin qua Zalo số đó ha, hoặc là nhắn tin qua số đó cho mình cái địa chỉ thì mình gửi hàng tới nơi cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em xem hàng, nhận hàng rồi thanh toán tiền, không có gì hết trơn á, xem hàng bình thường ha anh em, xem hàng bình thường, đừng nghĩ ngại sợ gì hết trơn. Đã. Anh em xem ưng ý rồi lấy, không ưng ý thì thôi trả về cho bãi thép, không vấn đề gì hết ha. Rồi câu mình bao quát bao quýnh cho anh em mà, anh em cứ lo làm gì đó. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em, nói chung là đăng ký kênh để ủng hộ để mình sửa lại cái kênh này, quá vậy cái kênh này giờ nó xuống rồi. Rồi xin chào mấy anh em ha.